Rồi đâu, phan hình đâu vô là lẹ đi, không có đập hợp lần thôi nha. Cái kêu là phá trinh một lần thôi đó, không phá lần hai đâu, tại đời người ta có một lần có trinh thôi. Nhắc lại nha, 1.4 triệu hủ. Còn nói chung mà muốn có cái hàng VIP này á, thì tụi em phải gọi là bạn sự tùy duyên. Mua hàng sau đó đi với xe mới có được cái hàng này giống em. Hàng này là hàng phiên bản giới hạn. Đó. Lên đã xúc cái bình này giùm anh cái, xúc anh bóc tem mấy em. Xúc đi má nhựa mới, phải xúc đàng hoàng. Không uống gì chết. Đầu tiên anh sẽ đặt hộp trên cái bình lắc Evogen này. Đây là một bình lắc rất là cao cấp nha mấy em. Nói chung thương hiệu Evogen là một cái thương hiệu nó cao cấp rồi, khỏi nói nữa. Cái gì nó cũng VIP hết á. Mà cái dạng idol, cái dạng model nó cũng VIP nữa. Cái hộp này xin thưa các bạn là sẽ không bán nha. Không bao giờ bán. Không có tiền mà có thể mua được cái hộp này từ BBT. Mà BBT là gì? BBT là nhà phân phối độc quyền những thương hiệu đẳng cấp. Đó. Mà đẳng cấp là gì? Là Chanel, là LV, là Hermes nha. Cái đó là đẳng cấp. Còn mấy anh Zara của bắp đó không thể nào gọi là đẳng cấp được. Ok. Xin lỗi bạn phải càng hiểu thời trang chút nha. Đây, đây là cái sucker. Nó giản dị nhưng mà nó đẳng cấp. Nhìn cái chất liệu nó đẳng cấp phải không? Mà thấy nó ánh không? Là độ cứng nè. Rồi mình thử mình giống như tôi coi nhà để tay búng nè. Đó, âm thanh rất là giòn tan. Ok chưa? Mà nói chung á, cầm cái bình THOL hay cầm cái bình Evogen vô phòng game á, bố chả ngang nè. Vậy đi. Tiếp tục. Đây là cái sample có thể được tặng. Tặng hay không tặng do deal với sale nha. Chứ Duy không có quyết định tặng hay không tặng. Nói chung mấy việc mà không quyết định. Đó. Đây là những cái sample, nó có rất nhiều loại sample. Rồi, bây giờ cái hộp này đầu tiên bóc tem ra. Để lộn đó, phải để cái này lên nó mới biết được ai sao giác chụp hình nha mấy em. Đó, bóc tem ra. Nó tem sao mà nó nằm kín dưới trời. Bóc là cực quá. Phá được cái quần cái ông, phá được cái gì mấy em, phá được cái miếng bảo vệ rồi. Đó, chết mẹ rồi, trong đây còn lớp nữa mấy em. Thằng này dai thiệt mà thằng nào cũng dai hết. Vứt thêm cái lớp này nữa. Đó, bóp kịch. Đó. Trời ơi, nó gấp như bướm mấy em. Nôn quá. Nôn quá. Ê, có thằng nào hỏi sao nó bỏ cả nửa bệnh không em? Hỏi luôn đi tao đam cho nó ngọt. Đó, thấy cái muỗng chưa? Kích thích chưa? Rồi. Bây giờ chơi 1 muỗng hay 2 muỗng mấy em? Đại gia phải chơi 2 muỗng nha. Chơi 1 muỗng giang hồ đó coi thường. Cái hũ này có 28 muỗng. Giá 1.4 triệu. Thì mình chơi 2 muỗng là gần 10% rồi đó mấy em. Là giá gần khoảng 101, 102 gì rồi đó. Chắc là 50-60 ngàn gì muỗng đó nha mấy em. Nói chung mà dân chơi thì đừng có che mày ơi. Dân chơi mà CC cái gì không biết nữa. Đó, móc ra, móc. À, đầy muỗng nha. Không có chơi tham nhũng hóa lộ nha, đầy muỗng nha mấy em. Để cho nhẹ nhàng thôi nè. Tụt cái, đó bốc khói lên, kệ mẹ nó giàu mà. Đại gia không có tiếc gì bụi. Ủa mà có mấy thằng nó mua một đậu với cám heo xong rồi á, nó đổ vô đồng hít. Nó không cho giọt ra ngoài luôn mày ơi. Đúng ghê lắm á. Nhưng mà thôi, mình là đàn ông mình phải động lượng nha mấy em. Hợp lý không em? Để xuống nè, úp cái mù rùa xuống nha. Đó, cảm xúc vậy đó mấy em. Đố tụi bay tan chưa? Không tan đền cho đó. Ông anh lắc với được với anh vậy đó, mới là game chúa. Có một hôm gái lắc vậy nè. Cầm hai tay lắc ông tan chân đóng cục luôn nội. Đó giờ tôi tận hưởng.
không phải. Wow, cà phê mạnh dữ. Coi chừng tuột nắp nhen, trời đất ơi, không mà mình đắt xịn mà tuột cái gì ba. Tao nói thiệt với mày á, cà phê tròn của ông Vũ đi ngủ. Nè? Cà phê tròn của ông Vũ là đi ngủ nha. Nó cầm cái bình này, nó đẳng gì đâu á mấy em, mà uống nó đã nữa. Má uống sắp hết rồi, ngon quá lại uống nữa mày. Vị gì vậy anh? À cái này đúng vị sô-cô-la em. Cái loại này tới 4 vị rồi nha. Không lẽ ngày đập 4 lần ta? Ê mốt đập nữa không? Mai thích đập nữa tao đập cho mày coi. Tao không có được gì được cái dư súp thôi nha. Ủa ở bển có cảm giác đi tập gym uống súp không ta? Ở bển có cảm giác tập gym live stream uống súp không ta? Có vị sô-cô-la không anh ơi? Có em, 4 vị đậu phộng, dâu, đậu phộng, dâu, vani với sô-cô-la. Loại này ngày uống mấy lần vậy anh? Nhiều tiền thì uống nhiều lần, ít tiền thì uống một lần em. Uống quay sau tập gym đó là phải uống chậm chậm nhẹ nhẹ vậy đó mấy em, từ từ và thưởng thức. Mà cái điều quan trọng nhất là mình phải chia sẻ cảm giác đó cho tới anh em gamer ở xa đó. Ví dụ như mấy bạn có uống bột đậu hay các bạn có uống nước mía gì đó, thì các bạn nhìn Duy Nguyễn live stream bạn vẫn biết được trên đời này cái cảm giác uống quay VIP nó là như vậy đó. Hợp lý không em? Mà trong cái loại quay này tiết lộ mấy em có một loại enzyme độc quyền. Mà cái loại enzyme này nó chặt mấy thằng protein ra thành amino rất nhanh luôn. Nó wow. Nên cái loại quay hấp thu rất nhanh, hấp thu rất triệt để. Mà cái loại enzyme này nó đã đăng ký độc quyền rồi. Trên nồi hũ này có ghi nè. Đó. Không có nào ăn cắp được công nghệ của nó, không có nào ăn cắp được bản quyền cái enzyme đó cả. Đó. Cái loại quay này nó VIP là VIP ở cái gì? Thứ nhất, nó VIP ở từng cái chi tiết nhỏ. Quay co đi ngủ, quay co xưa là VIP, bây giờ không bằng đâu. VIP vào cái hũ, nó VIP vào cái thiết kế sang trọng, nó VIP ở chất lượng bột mịn, không bao giờ mà đóng cục, mà không bao giờ mà cái dạng như là pha mỏng tan hay gì đó. Nó VIP vào cái cảm giác, cái vị, nó VIP vào cái độ hòa tan và nó VIP ở chất lượng, một cái lượng mà protein chất lượng cao siêu khủng. Và cái cuối cùng là nó VIP với công nghệ độc quyền của enzyme tiêu hóa cùng quay này nè. Một cái phân tử protein nó dài cộng dây xích sơ tăng mà Việt Nam hút cổng năm 1975 đó mấy em. Thì không thể nào nó thu nhanh được. Mà cái nguyên tắc là chúng ta phải chặt ra từng cái mắt xích. Mà để chặt ra từng cái mắt xích đó khi mà vô cơ thể của người ta đó, thì nó tốn một tiếng đồng hồ với một lượng enzyme nhỏ trong bao tử. Nó sẽ không thể nào hấp thu được 25-30g protein đó. Nên bởi vậy mấy bác sĩ nó sẽ nói là mày uống một lúc 25g protein là mày không thể nào hấp thu được. Nó nói câu này không nghĩa là nó sai. Mấy bác sĩ nói câu này nó vẫn đúng, nhưng mà nó đúng trong cái điều kiện bình thường. Đó. Còn một cái loại quay mà được cho là đẳng cấp, mà được cho là VIP, thì nó phải có một loại enzyme nào đó để nó hỗ trợ hấp thu để chặt những cái phân tử này ra. Nó thì cái chất lượng của thằng enzyme nó quyết định tất cả, chất lượng enzyme nó quyết định là quay là xịn không xịn. Đó. Cái thằng quay đầu tiên nó hơn được miếng thịt bò ở chỗ nào? Ở chỗ protein hoàn chỉnh, ở chỗ hấp thu nhanh, ở chỗ nhẹ, ở chỗ cơ động. Đó là nó hơn. Còn nếu mà cái thằng quay mày hấp thu như rùa thôi, ăn thịt bò nhai cho nó đã răng. Đúng không em? Đó, nhiều cái lý do lắm, nó là chuyên sâu về tay hình. Anh nói rất là nhiều năm rồi.
không muốn nói lại nhưng phải nhắc lại. Rồi nghỉ nha.